Xin chào cả nhà, hôm nay thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn một cái chi tiết nhỏ thôi ha, đó là cái mẫu cổ như các chị nhìn thấy ở trên video đây ha. Các chị thấy đây là một cái dạng cổ, nó giống như là cổ leo vậy đó. Mình hay gọi là cổ leo, là một cái dạng cổ trên thân nhưng mà nó giống như là có một cái dạng chân cổ giả nó leo lên trên cổ á. Người ta hay gọi là dạng cổ leo. Cái cổ này thì chúng ta có thể áp dụng rất là dễ là dàng trên tất cả các dạng áo, như là áo kiểu, áo dài, áo đầm. Rất là dễ và may nó cũng không đến nỗi là quá khó nếu mà các chị đã may qua cổ đăng tông. Những cái dạng cổ cổ đăng tông, cổ cổ vét thì cái cổ này nó lại dễ hơn, cổ sam rồi đó, thì cái cách may nó cũng gần gần như vậy thôi, và cách làm nó cũng đơn giản. Mẹ bóng sẽ cố gắng dựa trên những cái cơ bản nhất để cho chúng ta làm cho nó dễ ha. Thì cái cổ này hôm nay mẹ bóng sẽ hướng dẫn cái cổ này, một vài chị yêu cầu cái mẫu này để áp dụng lên trên cái áo dài mặc tết. Thì mẹ bóng thấy là cái mẫu này mặc trên cái áo dài mặc tết thì nó cũng khá là xinh, nên là mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình để mình áp dụng lên cái sản phẩm áo dài ha. Bây giờ thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho các chị cách thiết kế trước, rồi chúng ta sẽ hướng dẫn cái cách may cho cái mẫu cổ này. Rồi bây giờ thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách vẽ cái mẫu này, cái mẫu cổ này lên trên cái thân cơ bản của mình ha. Ở đây mẹ bóng đang có một cái thân trước thân sau cơ bản và chúng ta có cái phần chồm vai rồi. Bây giờ trên cái thân trước này thì các chị thấy lúc mà mình mặc lên á thì cái cổ của chúng ta nó sẽ có hơi chữ V đúng không ạ? Có hơi chữ V nhọn, và cái chữ V đó nó sẽ kéo lên trên cổ và nó tạo thành một cái phần chân cổ đứng ôm vào cái phần cổ của mình. Thì các chị phân tích nó sẽ gồm có hai phần, phần phía dưới hõm cổ đó là nó sẽ là chữ V, còn từ hõm cổ trở lên á là nó lài lài và nó tạo thành một cái chân cổ giống như là cái chân của cái sơ mi nó ôm vào cái phần cổ của mình. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm kết hợp của hai cái đó lại để thành ra được cái cổ này. Vậy thì mình học hai cái đó rồi, bây giờ mình làm hai cái đó thôi. Ha, vậy thì ở đây á, mẹ bóng sẽ có nè, mình sẽ tạo cái chữ V ở trên cái thân trước trước. Vậy thì cái chữ V này thì quá đơn giản rồi. Các chị có đây là cái cổ cơ bản ha, cái cổ cơ bản, và trên cái cổ cơ bản này từ giữa thân mẹ bóng sẽ lấy vào khoảng tùy vào cái độ mở chữ V các chị muốn, nhưng mà thông thường với cái cổ này nó ôm sát như vậy thì mình vào khoảng 1,5 là ok ha, khoảng 1,5 là ok, và cái độ sâu xuống thì khoảng tầm 7 tới 8 cm. Còn chị em nào mình muốn sâu hơn thì mình có thể lấy sâu hơn, tuy nhiên nó càng sâu thì nó phải càng rộng, chứ nếu mà các chị lấy có 1,5 mà các chị lấy sâu quá thì nhìn cái đuôi nó không có cân đối á, dạng như vậy ha. Rồi, vậy thì mình sẽ đánh được một cái chữ V như thế này. Đó, mình đánh được một cái chữ V như thế này và mình hình dung ha, cái chữ V này nó sẽ tà tà lên đây và nó có một cái chân cổ để nó ôm vào trong cái cổ của mình. Vậy thì bây giờ bắt buộc như vậy mình sẽ phải vẽ được một cái chân cổ. Và cái chân cổ này chị em nào mình học qua cái mẫu áo dài, học qua cái mẫu áo sơ mi thì chúng ta đã vẽ được cái chân cổ này rồi. Các chị sẽ đo giúp cho mẹ bóng đoạn từ đây. Tại vì cái chân cổ này á, mình chỉ xác định từ cái chữ V này thôi, nên mình sẽ đo đoạn từ đây tới đây và cái phần thân sau. Cái phần thân sau mình sẽ đo từ đây cho tới đây, tại vì cái chân cổ này nó sẽ may ra phía thân sau luôn ha, nên là mình sẽ đo ra đây. Đó, mình cộng hai cái đoạn này lại ha, mình cộng ví dụ như đoạn này là A, cái đoạn thân trước là B, cái đoạn thân trước này là B, thì mình lấy A cộng B thì mình sẽ vẽ cái chân cổ. Và cái chân cổ này là cũ rồi nên là mẹ bóng vẽ sẵn luôn ha. Ví dụ như các chị lấy A cộng B ra được là C, ra được là C ha, thì cái C là các chị sẽ vẽ cái đoạn này, cái đoạn này phải là C. À, để mình nối cho nó khớp ha. Và cái độ cao này nè các chị lưu ý, cái độ cao này là thể hiện cái độ ôm cổ. Các chị lấy nó đủ cái độ cao thì nó mới đủ cái độ ôm. Các chị lấy không đủ độ cao thì cái cổ nó sẽ không có ôm. Các chị muốn cổ ôm thì các chị lấy cao, mà các chị muốn cái cổ nó thoải mái, có những chị nói ôm quá nó khó chịu thì các chị sẽ giảm cái độ này lại. Vậy thì cái độ này á, nó nằm từ khoảng từ 4 cho tới 6 cm. Các chị muốn nó ôm thì các chị có thể lấy 6 cm, lấy cao lên tới 6 cm thì nó sẽ rất là ôm. Còn các chị muốn nó bớt, nó đừng có ôm sát vào cái cổ quá, các chị cảm thấy nó khó chịu thì các chị sẽ giảm cái độ cao này xuống. Có nghĩa là cái chân cổ nó sẽ bớt cái độ cong lên á. Đó, sau khi các chị vẽ được cái đường này rồi thì các chị sẽ vẽ đánh cong cái đường này ha. Cái đánh cong này thì cái này là mình thẩm mỹ thôi ha. Các chị có thể mua cái thước đánh cong để hỗ trợ mình. Cái bảng của cái này thì mẹ bóng đang lấy là bảng 4 cm ha, bảng 4 cm. Đối với cái chân cổ này thì cái bảng nó to to một chút xíu ha. Ở đây mẹ bóng đang làm là bảng 4 cm á, cái mẫu mẹ bóng may cũng là 4 cm luôn. 4 cm ha các chị.
À, để đánh cho dễ á, mà mẹ bóng chỉ cho chị một cách để đánh cho dễ nè. Là sau khi các chị vẽ được cái đường cong đầu tiên này rồi ha, thì các chị sẽ dựng một cái đường nè, vuông góc với cái đường cong đó nè. Và một cái đường song song với cái đường cong đó nè. Đây, song 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 ha, tới đây cũng song song nè. Đó, các chị thấy hai cái đường này nó song song với nhau không? Và khi mình có hai cái đường song song này rồi, hai đường song song thì dễ dĩ nhiên là các chị vẽ được đúng không ạ? Hai đường song song nè. Đó, và đường vuông góc nè. Và tới đây mình sẽ bo cái đầu tròn này thôi. Thì nó sẽ dễ hơn ha. Rồi, như vậy là mình sẽ có được cái phần chân cổ này. Bây giờ mẹ bóng sẽ cắt cái chân cổ này ra. Tại vì như cái sơ mi là cái chân cổ này nó rời và ráp vào cái cổ. Nhưng mà với cái mẫu này á, thì cái chân cổ này nó sẽ liền với trên thân. Nên bắt buộc là mình sẽ phải cắt cái chân cổ này ra ha. Bây giờ mẹ bóng sẽ cắt cái chân cổ này ra. Rồi, mình đã cắt xong cái này rồi ha. Bây giờ mình sẽ dính cái này vào cái phần thân trước ha. Dính cái vào thân trước. Vậy thì hồi nãy có phải là cái đoạn này là mình sẽ đo cái phần AB. Vậy thì bây giờ mình dính á, là mình dính cái đầu này nè. Cái đầu nhọn của cái chân cổ này nó sẽ bắt đầu từ cái khoảng V này. Vậy thì mình sẽ để cái đầu nhọn này trùng với đây. Và cái phần chân này mình tiếp tuyến với cái góc cổ vai nè. Góc cổ vai, còn cái khoảng hở này thì các chị cũng không quan tâm lắm ha, kệ đi. Rồi, mình để đây. Nếu trong trường hợp cái cổ này nếu như vậy, mẹ bóng để như vậy á, thì nó sẽ ôm sát vào cái chân cổ. Nhưng mà nếu như chị em nào mình cảm thấy ôm sát nó khó chịu, thì các chị có thể làm thêm một cái thao tác nữa. Đó là chúng ta mở rộng cái cổ cơ bản ra khoảng 0.5-1 cm. Có nghĩa rằng là các chị mở nè. Bây giờ thay vì cái cổ cơ bản nó đang ở đây, thì các chị sẽ mở ra 0.5-1 cm. Ở đằng sau này mình cũng sẽ mở ra 0.5-1 cm. Ha, mình mở ra 0.5-1 cm bên góc cổ vai ha. Thân sau mình không cần, thân sau không cần giảm đâu, chỉ mở bên góc cổ vai này nè, 0.5-1 cm. Trước bao nhiêu thì sau mở bấy nhiêu, thì nó sẽ đỡ ôm sát vào hơn. Cái này là tùy vào cái mình muốn ha. Mình muốn cho nó không quá ôm thì mình sẽ mở ra thêm. Còn cái này là mẹ bóng dựa trên cái cơ bản luôn, thì khi mình mặc lên thì nó sẽ rất là ôm vào trong cái phần cổ của mình. Rồi, mình sẽ đặt cái đầu nhọn ngay cái góc V ha. Cái đầu này thì ngay góc cổ vai, và mình sẽ dán vào. Các chị chuẩn bị cái phần băng dính nè, và các chị sẽ dán vào cho nó dính hai cái phần này với nhau. Đó, vậy thì cái chân cổ này nó sẽ dính liền lên trên cái phần thân của mình, thân trước của mình. Cái này các chị vẽ xong một hồi, các chị nhìn nó mường tượng nó giống như cái kiểu bao liền á ha, bao sam, bao đồ đó. Rồi, sau khi dính như vậy rồi thì các chị thấy cái cổ của mình nó không có cái phần dư này. Đó, mình nhìn lên trên thân nó chỉ lài, xong bắt đầu nó ôm vào thôi. Vậy thì mình sẽ đánh lài ha. Đó, mình gọt bỏ cái phần dư này đi. Đó. Vậy thì từ cái phần chân cổ này mình sẽ lài tới cái V. Mình đừng có để cho nó dư cái nhọn này ra. Ha, cái này thì thẩm mỹ ha, mình lài nè. Đó, mình lài tới cái phần V này và mình sẽ gọt bỏ đi. Đó, và nếu các chị làm đúng nè thì cái phần còn lại này ráp vô là nó phải khớp với cái cổ thân sau nha. Đó, và bây giờ mẹ bóng sẽ gọt nè cái phần V nè, cắt cái phần V này luôn ha. Nhưng mà thật ra khi may á là mình phải chừa. Thôi, gọt từ trên này đi để cho các chị thấy cho nó dễ hình dung nè, cái đuôi V nè. Đây ha, cắt hở ra xíu nè. Đây, mình sẽ gọt lại ha. Cái chỗ này có băng keo nên nó hơi lem luốc. Rồi, ra đây nè. Cái này mẹ bóng không chừa đường may nè, gọt sát nè ha. Còn khi may là mình phải chừa đường may nha. Chừa đường may một chân vịt hoặc là một xăng. Các chị em nào mình không quen thì mình chừa một xăng. Chị em nào mình quen rồi thì mình chừa một chân vịt là 0.6-0.7 xăng. Rồi, như thế này ha, cái nắp đi sát luôn. Cái mẫu này mẹ bóng may cái cổ thôi nên là không có may nguyên một cái áo. Cái thân sau thì không có gì hết nha. Cái thân sau cứ như vậy rồi may thôi. Đó, không có thay đổi gì hết. Rồi, như vậy là chúng ta có được cái phần cổ rồi đó. Đó, và khi may lên nè các chị, khi may lên ráp vai thân sau nè, cái cổ này nó sẽ nối với phần thân sau nè. Các chị hình dung nè. Đó, nó sẽ nối với thân sau nó như thế này. Đó, và thân sau thì đối với cái cổ này á, thân trước này gọt luôn đi cho nó dễ ha. Gọt luôn. Lỡ rồi, gọt luôn nè. Rồi, cái thân trước này nè, đó, nó nằm như thế này. Và cái thân trước này á, thì mình sẽ mở gấp đôi chỗ này, nên thành ra thân sau thông thường là mình sẽ phải may dây kéo ha, may dây kéo để chui đầu được. Còn nếu như thân trước mà các chị không mở gấp đôi thì thân sau các chị có thể làm liền.
Đó thì cái dàn cổ khi may xong nó như thế này. Và vì nó như thế này bắt buộc các chị phải làm nẹp. Cái chỗ này các chị sẽ phải mở gấp đôi ha, mở gấp đôi. Và cái nẹp thì các chị sẽ lấy từ đây qua đây khoảng 4 xăng. Các chị lấy xuống nè. Rồi là từ cái đuôi này như cái bài hôm trước mẹ Bóng hướng dẫn rồi đó, từ cái đuôi này ít nhất nó phải được từ 3 xăng đến 7 8 xăng gì đó luôn. Rồi mình đánh cong xuống. Rồi, và cái nẹp này mình sẽ có ủi keo ha, ủi keo canh sợi dọc cùng với canh sợi trên thân. Đó thì như vậy là chúng ta sẽ có được cái, và cũng mở gấp đôi y như thân vậy luôn ha. Đó, và chúng ta sẽ có được cái phần nẹp nó sẽ rời. Các chị mà không hình dung ra được cái nẹp như thế nào thì chúng ta tua nhanh tới cái phần may á, các chị sẽ thấy mẹ Bóng cắt cái thân và cái nẹp như thế nào để mình hiểu, để mình đi cắt ha. Rồi bây giờ mẹ Bóng sẽ đi cắt vải và hướng dẫn cho các chị cách may cái cổ này ha. Rồi, mẹ Bóng đi cắt vải ha, thì ở đây mẹ Bóng chỉ cắt mẫu cho mình coi thôi chứ không có làm hẳn một cái áo ha. Chỉ hướng dẫn cho chúng ta cách may cái cổ này thôi. Thì ở đây mẹ Bóng làm cái mẫu cổ này. Thì khi các chị vẽ cái cổ này lên trên thân như thế này thì chúng ta sẽ cắt như thế này ha, chừa đường may ra bình thường. Ở phía sau này á thì cái dạng cổ này thường thông thường mình mặc á, tại vì cái cổ này là mình sẽ cái phía trước này là nó sẽ nhỏ nè, nên là bắt buộc phía sau này mình có thể là gài nút hoặc may dây kéo. Thì ở đây là ở phía thân sau mẹ Bóng sẽ để hở coi như là mình sẽ may dây kéo ha. Nên là mình sẽ phải chừa cái phần đường may chỗ này để mình may dây kéo. Còn những cái đường may này thì mình sẽ chừa khoảng 0.7 tới 1 xăng để mình may ha. Chừa nè. Cái nách này thì tại vì đang may giả nên là thôi mẹ Bóng cắt sát luôn, chứ đúng ra là mình phải chừa đường may 1 xăng ha, nhưng mà những cái phần này thì cắt sát luôn cho đỡ tốn vải á. Tại vì không có may tới tại vì chỉ may cái cổ thôi ha, nên là chỉ cho các chị chừa thôi. Đây, cái chỗ này nè, đây là vải gấp đôi nha các chị, nên là mẹ Bóng chừa tới đây 1 xăng thì cắt ra đây, chỗ này vẫn là vải gấp đôi nè, để mẹ Bóng mở ra cho các chị coi nè ha. Đó, phải chứ đừng có cắt nó đi ha. Đây, mở ra nè, đó, cái đuôi chữ V nó nằm ngay cái dấu chấm xanh mẹ Bóng chấm á. Đó, thì các chị thấy nè, mình cắt nó tới đây thôi nè, còn cái chấm này là cái đuôi chữ V nè, khi mình may là mình may tới cái chấm này lần này ha, rồi khi mình may xong mình mới xẻ, nó giống như là y các chị may cái cổ chữ V hôm trước, cái bài hôm trước mẹ Bóng vừa mới hướng dẫn luôn đó ha, là mình may tới cái đuôi này xong mình mới xẻ ra ha. Đó, nhưng mà mình chỉ cắt tới đây chứ mình không thể nào cắt tới đây được. Đó, cắt tới đây thì may thì nó không được ha. Thì đây là cái phần thân trước nè. Rồi đây là phần thân sau. Thân sau thì mình sẽ may dây kéo nên là chỗ này mình sẽ phải chừa đường may ha. Rồi và cái cổ thân sau thì mình cũng chừa đường may bình thường ha. Và thân sau thì mình sẽ có hai miếng. Đó, tại vì mình may dây kéo nên mình sẽ phải có hai miếng. Chỉ may cổ nên là mày bóng chừa phần cổ thôi. Đây, hai miếng ha. Đây, hai miếng. Rồi và cuối cùng là cái phần nẹp. Cái phần nẹp này thì mẹ Bóng sẽ ủi keo để cho cái cổ nó đứng. Còn nếu như mà các chị muốn thì mình có thể ủi thêm, tại vì cái mặt phải là nó nằm trên cái thân, nên là các chị có thể muốn cho nó đứng form nó đẹp hơn thì các chị có thể ủi thêm một cái lớp keo trong cái mặt trái của cái thân chính này nè, ủi thêm một cái lớp keo nữa. Nhưng mà tuy nhiên là cái vải, nếu mà cái vải nó quá mỏng, cái vải chính này mà quá mỏng mà các chị ủi keo á thì nó sẽ rất là dễ lộ ra bên ngoài cái áo. Khi các chị mặc cái áo thì nhìn là cái lớp keo mình sẽ thấy. Đó, thì mình lưu ý ha, cái vải nó dày mà nó không bị lộ keo á thì mình có thể ủi, còn vải mỏng quá mà mình ủi thì nó rất là dễ lộ. Còn không mình sẽ phải buộc là mình sẽ phải ủi nguyên một mảng luôn ha, mình ủi nguyên một mảng luôn. Còn nếu mà mình ủi chỉ nguyên cái cổ này thôi thì nó sẽ bị lộ cái đường hằn á, các chị hình dung không ạ? Đó, nên là mình cân nhắc ha. Đây là cái nẹp nè. Đó, cái nẹp này ha, các chị thấy cái nẹp không? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu may ha. Rồi ở đây thì chúng ta có nhiều cái cách may. Ở đây thì mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái cách may mà nó đơn giản cho chị em mình làm ha. Thì ở đây mẹ Bóng đang để cái nẹp mặt phải úp với mặt phải của cái thân. Và mẹ Bóng vẽ lại cái đường may để cho các chị nhìn cho nó dễ nè. Cái đường may ha, cái đường may màu đỏ đây. Mẹ Bóng mà vẽ bằng cái bút bay màu á các chị ha. Đó thì các chị thấy nó sẽ đi tới cái chấm màu xanh ban đầu của mẹ Bóng này ha. Đó, cái đuôi á, cái đuôi chữ V đó. Đó, nó sẽ đi nè. Lúc đầu mẹ Bóng chừa đường may 1 xăng này ha. Thì bây giờ các chị sẽ may cái chữ V này, may từ trên cái bâu này ha. Mình may xuống cái đuôi này, mình may qua đây. Khi may cái này thì các chị may chỉ nó hơi nhặt một chút xíu để khi các chị bấm cho nó quay góc và bấm đồ cho nó đẹp cái góc ha. Nó chỉ nó thưa quá thì nó sẽ không được đẹp. Đó, các chị sẽ may từ đây tới đây, cắm kim xoay may lên đây, sau đó bấm lộn vào mí ha, mí sau đó lộn vào ủi êm. Và sau khi may xong rồi á thì
Mẹ bóng sẽ hướng dẫn tiếp cái bước tiếp theo ha. Rồi sau khi mà chúng ta mí xong, chúng ta ủi êm thì như vậy là chúng ta đã xong được cái phần may nẹp vào trong cái thân trước như thế này rồi ha các chị. Lưu ý là cái phần góc này các chị xẻ càng sâu thì các chị sẽ bấm nó càng các chị lộn nó sẽ càng êm. Tuy nhiên là xẻ sâu thì nó sẽ dễ bị bể góc, đặc biệt là những loại vải nó hay bị tưa, nên là các chị phải ủi keo. Nếu như cái vải chính này các chị không ủi keo thì nó sẽ rất là dễ bị tưa, nên là các chị đừng có bấm sát quá, nó phải cách khoảng 2-3 sợi chỉ gì đó ha. Và có thể là các chị trang trí thêm mấy cái mẫu bây giờ mà bấm thấy người ta hay làm nơ làm hoa gì ngay cái vị trí này á, để che giấu nếu như nó bị nhíu bị nhăn á, để che giấu cái phần nó đi á, ha, thì mình có thể trang trí thêm trong trường hợp mà mình làm nó bị xấu cái phần góc này ha, cái góc chữ V này nè đó. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo á là mình sẽ may nối cái cổ của mình, nó sẽ như thế này nè, khi mà hoàn thiện nó sẽ như thế này nè đó, các chị thấy không ạ? Thì bây giờ là mình sẽ may nối vai, mình sẽ may nối vai của thân sau. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần thân sau ha. Bây giờ cái thân sau này các chị có hai miếng, các chị sẽ may nối vai, lấy mặt phải, cái nào mặt phải giờ nhìn nó đây. Thì cái vai nè, cái vai các chị nhìn nè, cái vai của thân trước á, nó nằm ở đâu? Mẹ bóng sẽ vẽ lên đây cho các chị nhìn luôn ha. Đây là mình đã chừa đường may, vậy thì cái vai nó sẽ thụt xuống khoảng 1 cm nè. Và nó sẽ nằm tới đâu? Nó sẽ nằm... Tại vì chỗ này mình đã chừa ra 1 cm nên cái vai của mình nó sẽ đi vào đây nè. Đó, nó đi là đường may của mình nè. Đường may của mình từ đây vô 1 cm nè. Mẹ bóng vẽ cái đường may cho các chị dễ hình dung á ha. Chỗ này nó đường may nó cong cong nè. Đó, thì cái góc vai nó phải nằm ở đây nè. Nhìn nhìn thấy rõ không ạ? Cái góc vai nó phải nằm ở đây, đúng không ạ? Đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ nối vai, mình sẽ đặt cái vai của thân mình sẽ đặt hai mặt phải úp vào nhau, mình may nối vai. Đó, mình sẽ may nối vai nè. Đó, thì cái vai của cái thằng thân sau này nó sẽ nằm ở đâu? Đây, mình cũng sẽ vẽ cái vai của thằng sau nè. Tới đây thì nó sẽ gặp cái vòng cổ, nên là nó sẽ tới đây, nó đi qua cái vòng cổ nè. Đó, đúng không ạ? Nên là cái góc vai này nó ở đây. Vậy thì khi các chị ráp á, thì cái góc này nó phải gặp cái góc này. Đó, các chị hình dung ra không ạ? Đây, cái kim ghim ha. Đây, cái góc này nè. Đó, nó phải gặp cái góc này ha. Đó, và hai mặt phải úp vào nhau như thế này. Đó, để làm chi? Để khi tới đây nè, mình nối vai nè, mình nối ha, mình đặt hai mặt phải úp vào nhau nè. Nách trùng với nách ha, nách trùng với nách nè, hai mặt phải úp vào nhau, mình may tới đây. Rồi mình sẽ bấm góc để mình xoay qua cái phần bao này, mình sẽ nối với cái cổ sau nè. Đó. Và khi mà các chị thiết kế bằng thì mình nối vô nó sẽ bằng, được không ạ? Đó, và bên kia là tương tự. Nếu như thân sau của mình nó là một cái phần liền, nó nối liền như thế này, thì mình sẽ, và cái này nó liền luôn, cái thân sau hai miếng này liền, thì nó sẽ là đi một vòng. Nhưng vì ở đây mình đang tưởng tượng là mình có cái dây kéo, nên nó chỉ đi một nửa thôi, là nó tới đây là nó kết thúc rồi ha. Và bên đây mình cũng sẽ làm tương tự như vậy, và sau khi may xong thì mình may dây kéo thì nó mới dính liền, được không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ mẹ bóng sẽ đi nối vai của hai bên ha. Các chị quan sát thao tác ở trên máy thôi, mẹ bóng giải thích vậy thôi ha. Rồi mình quan sát cái thao tác ở trên máy.
Sau khi mình may nối thân sau ha, bấm góc như thế này, các chị ủi êm thì chúng ta đã nối được thân trước và thân sau ở cái phần vai và phần cổ như thế này rồi. À, thì tiếp theo là các chị sẽ xử lý cái phần nẹp bên trong. Thì khi mà các chị may xong thì nó đang như thế này nè. Mình muốn làm cho nó nhanh trong một cái video, cho nó ở trong một cái cảnh quay cho nó xong á. Đó, thì nó đang như thế này ha. Nó, cái nẹp nó đang liền như thế này. Đó. Thì mình bắt đầu mình sẽ xử lý cái nẹp này như thế nào. Đó, thì bây giờ mình sẽ cũng bấm cái nẹp này luôn. Cái nẹp này các chị cũng đang chừa đường may nè, cái góc vai nó cũng đang ở đây nè. Thì bây giờ mình sẽ bấm từ ngoài này, bấm vào cái góc vai để mình gấp ha, để mình gấp. Mình gấp cái đường may lại để mình mí á các chị ha, mình gấp cái đường may lại để mình mí. Tại vì mình không may nó thì mình sẽ gấp lại để mình mí nó, được không ạ? Thì các chị sẽ gấp đúng cái đường may đó. À, và các chị gấp theo cái đường may mà các chị đã may cái chính á. À, thì khi các chị làm đúng á, thì nó sẽ trùng ngay cái đường may của cái chính ha. Thì bắt đầu mình sẽ ủi cho nó êm như thế này đó. À, bấm vô cái góc này ha, ủi êm như thế này và các chị sẽ may mí một ly. À, mí một ly thì để đẹp các chị sẽ mí từ mặt phải đi ha. Khi ủi á, thì các chị sẽ ủi chồng lên đường may. À, chồng lên đường may một ly như thế này thì khi các chị mí một ly ở ngoài này thì ở trong này nó sẽ là hai ly, nó sẽ không có bị sập mí ha. Đó. Thì như vậy là các chị mí xong thì như bên này ha, mình mí ha, mình mí ha, mí mí từ bên này qua thì ở bên trong nó sẽ ăn lên như thế này. Đó, ăn lên hai ly như thế này thì như vậy là chúng ta đã xong cái phần bâu. Và phía sau này mình sẽ đi may dây kéo ha, mình may dây kéo lên tới trên này luôn. Đó, lên tới trên này luôn. Thì như vậy là chúng ta xong cái cổ. À, bây giờ mẹ bóng sẽ may mí cái phần còn lại. Bên này thì mí rồi, may mí phần còn lại. Sau đó mẹ bóng giả bộ may một cái đường lược ha. À, để cho nó coi như là cái đường dây kéo đi. Đó, và để cho nó ra cái cổ cho mình coi ha. Rồi, sau khi mình may cái đường mí và giả bộ may cái dây kéo thân sau thì chúng ta đã hoàn thiện xong mẫu cổ này rồi, rất là dễ thương đúng không các chị? Mẫu này các chị có thể áp dụng áo kiểu thông thường nè, áo dài nè, các cái kiểu áo đầm nè cũng được luôn ha. Rất là dễ thương. Chúc các chị sẽ thành công nha. Hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo.